trả thủ Tổng thống Zelensky. Nga lên tiếng vụ bị Ukraine tố tấn công bệnh viện gì ở Kiev. Nga công bố video xóa sổ 3 bệ phóng HIPAS bằng tên lửa Iskander-M. đánh chí mạng của Nga vào vùng Sumy khiến 100.000 người Ukraine hốn cổ Nga phá âm mưu lớn của Ukraine kéo NATO vào cuộc. Pháp đưa ra tuyên bố bất ngờ về Tổng thống Putin. Nga ập vào Krasnogorivka từ nhiều hướng, quyết bảo vệ quân Ukraine. Xin chào quý vị và các bạn đã tới với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình tiết lộ lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine đang chuẩn bị trả thù Tổng thống Zelensky. Nhà phân tích người Anh Alexander Mekoris cho biết trên blog YouTube của mình rằng, các chiến binh của lữ đoàn Azov khét tiếng đang đe dọa trả thù Tổng thống Zelensky nếu ông đồng ý đàm phán với Nga. Các thành viên của lữ đoàn Azov đang đe dọa ông Zelensky. Họ nói rằng nếu ông ấy đàm phán với Nga, họ sẽ truy đuổi ông ấy. Các chiến binh đã đưa ra những lời đe dọa tương tự trong quá khứ và đối với tôi, có vẻ như sẽ là một sai lầm lớn nếu không xem những cảnh báo của họ một cách nghiêm túc ông Alexander Mekoris nhấn mạnh. Theo Mekoris, các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine không những không muốn ngừng bắn và giải quyết xung đột, mà còn sẵn sàng tiếp tục các hành động thù địch. Nhà phân tích kết luận, những kẻ cực đoan ở Kiev sẽ coi bất kỳ liên hệ ngoại giao nào với Nga là sự phản bội. Nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng những con đường ngoại giao. Tổng thống Putin nhấn mạnh, đàm phán phải dựa trên thực tế, thực tế đã phát triển trên trái đất chứ không phải dựa trên mong muốn sau khi sử dụng thuốc hướng thần. Trong một diễn biến khác, ông Zelensky ngày 8 tháng 7 nói rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán không có đủ ảnh hưởng cần thiết để đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông muốn thấy Mỹ, EU hoặc Trung Quốc đảm nhiệm vai trò đó. Ông Orbán đã đến thăm Kiev vào tuần trước và đề xuất một lệnh ngừng bắn mà Zelensky đã từ chối. Kể từ đó, ông đã đến Moscow và Bắc Kinh trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington. Về việc liệu ông ấy có thể làm trung gian hay không, thì không có sự trung gian nào giữa Nga và Ukraine cả, ông Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nga Ba Lan Donald Tusk tại Warsaw ngày 8 tháng 7. Chỉ có những liên minh nghiêm túc, mạnh mẽ mới có thể đóng vai trò trung gian, ông Zelensky nói thêm. Theo ông, xung đột sẽ không kết thúc thông qua hòa giải, mà là khi một cường quốc có nền kinh tế mạnh và quân đội mạnh có thể gây áp lực buộc Nga phải từ bỏ. Hungary đã tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của EU vào tháng 7. Các quan chức cấp cao của khối này đã phủ nhận và lên án phái đoàn ngoại giao của Oban là một hoạt động bất chính, khẳng định rằng EU ủng hộ Ukraine và không có ý định đàm phán với Nga. Kiev cũng phản đối rằng chuyến đi của Orbán tới Moscow được thực hiện mà không có sự chấp thuận hoặc phối hợp với Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Tusk, người đã tiếp đón ông Zelensky vào ngày 8 tháng 7, đã ký một hiệp ước an ninh, lên tiếng chỉ trích chính sách ngoại giao con thoi của Orbán. Không ai có quyền quyết định hình thức hòa bình trong tương lai thay mặt cho Ukraine nếu không có Ukraine, ông Tusk nói với các phóng viên. Không ai có quyền hành động thay mặt cho Ba Lan hoặc toàn bộ EU nếu không có sự đồng ý đầy đủ của Ukraine và tất cả chúng ta khi nào đến các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow. Ông Orbán đã bỏ qua những lời chỉ trích khi chỉ ra rằng ông không cần bất kỳ sự ủy quyền nào để nói chuyện trực tiếp với các bên trong cuộc xung đột. Ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Hungary đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, sau cuộc họp, lập trường của Bắc Kinh và Budapest chung nhau ở mức độ lớn khi nói đến vấn đề Ukraine. Nga lập tuyến phòng thủ bằng khinh khí cầu bẫy UAV của Ukraine. Nga đang phát triển một mạng lưới khinh khí cầu để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, tương tự như chiến thuật từng được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Giao chắn bằng khinh khí cầu. Phát biểu tại hội thảo ở Saint Petersburg tuần này, bà Polina Anbek, tổng giám đốc công ty hàng không vũ trụ First Airship của Nga, chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới này cho biết: Hoạt động chính của chúng tôi là chế tạo khinh khí cầu chở hàng nhưng hiện tại, từ nhu cầu cấp bách trên chiến trường cùng với kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, chúng tôi đã cố gắng tạo ra một hệ thống phòng thủ có vai trò như rào chắn. Theo Telegraph, các khí khí cầu sẽ được đặt trong nhà chứa máy bay. Từ đó, chúng sẽ nhanh chóng bay lên liên tiếp rồi thả tấm lưới cao 250m để tạo thành lớp phòng thủ trên không, ngăn máy bay không người lái đang lao tới. Telegraph đưa tin, mỗi khí khí cầu có thể bay cao 300m so với mặt đất, tải trọng tối đa khoảng 30kg đủ để mang theo một tấm lưới nhẹ. Ngoài ra, chúng có thể được trang bị radar, thiết bị gây nhiễu điện tử và camera cho tầm nhìn 360 độ với phạm vi quan sát lên tới hơn 10 km. Một số bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều khinh khí cầu màu trắng có vây lớn màu xanh lam ở phía sau bay lơ lửng trên khung rừng Bạch Dương và hồ nước của Nga. Theo bà Anbeck, các khinh khí cầu cũng có thể được gắn một loại súng chân không để phóng các tấm lưới siêu nhẹ vào máy bay không người lái đang lao tới. Bà Anbeck cho biết hệ thống này đã được thử nghiệm và công ty đang có rất nhiều đơn đặt hàng. Nga lên tiếng vụ bị Ukraine tố tấn công bệnh viện Di ở Kiev. Nga khẳng định không tấn công bệnh viện Di ở Kiev và thảm kịch xảy ra do tên lửa phòng không của Ukraine rơi trúng. Ngày 9 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không gây ra thảm kịch tại bệnh viện Di Omatic sau khi cơ sở này bị một tên lửa bắn trúng hôm 8 tháng 7 gây nhiều thương vong, theo đài RT. Ông Peskov nhấn mạnh rằng, Nga không tấn công các mục tiêu dân sự và tất cả các cuộc không kích do lực lượng Nga thực hiện đều nhắm đến các cơ sở hạ tầng quan trọng và các mục tiêu quân sự có liên quan đến khả năng quân sự của Kiev. Liên quan đến cáo buộc của Ukraine rằng Moscow cố tình tấn công Bệnh viện Nhi ở Kiev, ông Peskov dẫn thông tin chính thức của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân Nga không tấn công vào bất kỳ mục tiêu dân sự nào. Ông Peskov cũng nói rằng vụ việc này do tên lửa phòng không của Ukraine gây ra. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Quốc gia Ukraine cho biết việc Obandit, bệnh viện nhi lớn nhất Ukraine, bị tấn công đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 16 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em, theo tờ Kiev Independent. Theo dữ liệu sơ bộ mà Cục An ninh Quốc gia Ukraine SBU thu thập được, lực lượng Nga đã tấn công bệnh viện Obandit bằng tên lửa hành trình KH-101. Theo SBU, các mảnh vỡ của thân sao tên lửa hành trình KH-101 có số seri và một phần cánh lái của tên lửa đã được tìm thấy tại hiện trường. Cũng trong ngày 8 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn bằng cách sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân của Ukraine. Cuộc tấn công được cho là đòn đáp trả những nỗ lực liên tục của Kiev gây thiệt hại cho các cơ sở kinh tế và năng lượng của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các mục tiêu vạch ra đều bị bắn trúng, đồng thời khẳng định cáo buộc của Kiev rằng Nga tấn công các cơ sở dân sự là hoàn toàn sai sự thật. Nhiều bức ảnh và đoạn video được công bố từ Kiev đã xác nhận rõ ràng rằng hậu quả do tên lửa phòng không Ukraine phóng từ hệ thống tên lửa phòng không trong thành phố rơi xuống gây ra, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định. Bộ này cũng cáo buộc Kiev từng cố gắng gây ra nỗi kinh hoàng tương tự trong quá khứ, đặc biệt là trước các hội nghị thượng đỉnh lớn. Diễn biến này đến khi cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại thủ đô Washington DC, Mỹ vào ngày 9 tháng 7 bộ quốc phòng nga cho rằng vụ việc ở bệnh viện osmanit đang được chính quyền ukraine sử dụng để thúc giục phương tây đảm bảo tiếp tục viện trợ để kéo dài xung đột đại sứ nga tại mỹ anatoly antonov cũng cho rằng thảm kịch bệnh viện osmanit được phương tây coi là một món quà hoàn hảo để biện minh cho sự leo thang hơn nữa của xung đột và thù địch theo ông antonov báo chí phương tây đang kích động và che giấu những sự thật liên quan về thảm kịch bao gồm đánh giá của moscow rằng vụ việc là do tên lửa phòng không ukraine gây ra Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 10 tháng 7 Nga bắn hạ 38 UAV Ukraine trong một đêm Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 38 UAV của Ukraine ở các khu vực Rostov, Belgorod, Kursk, Voronezh và Astrakhan chỉ trong một đêm Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 9 tháng 7 Đêm qua, khi chính quyền Kiev nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của Nga bằng UAV Các hệ thống của chúng tôi đã phá hủy và đánh chặn 3 UAV ở khu vực Belgorod, 7 UAV ở khu vực Kursk 2 UAV ở khu vực Voronezh, 21 UAV ở khu vực Rostov và 5 UAV ở khu vực Astrakhan, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Bộ này cũng cho biết các lực lượng của Nga đã phá hủy một đoàn xe hộ tống các phương tiện quân sự của Ukraine ở Sumy bằng tên lửa Iskander. Một kho đạn pháo, hai phương tiện quân sự vận chuyển đạn dược và nhân lực đã bị phá hủy trong khi 65 binh lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu trong cuộc tấn công. Chiến trường Torres căng như dây đàn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội nước này đang đối mặt với tình thế cực kỳ khó khăn ở Torres thuộc khu vực Kiev kiểm soát tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk DBR. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, trung tâm nhóm tác chiến của Nga đã cải thiện các vị trí chiến thuật và tấn công các đơn vị của Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới 41 và 29, lữ đoàn phòng thủ mặt đất 109 và 129, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 2 gần các khu vực Mikhailovka, Novgorodskoye và Torres ở DBR. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sersky ngày 2 tháng 7 nhận định, vấn đề then chốt lúc này là tuyển các binh lính được đào tạo tốt và có động lực chiến đấu, cũng như cung cấp cho quân đội các phương tiện tác chiến điện tử và hệ thống phòng không hiện đại để đối phó với các UAV của Nga. Ông Zelensky nói Ba Lan có thể bắn hạ tên lửa Nga phóng vào Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Hiệp ước an ninh song phương mà Kiev và Warsaw vừa ký kết sẽ mở ra tiền đề xây dựng cơ chế để Ba Lan bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga phóng vào không phận Ukraine theo hướng Ba Lan. Phát biểu tại Warsaw ngày 8 tháng 7, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine và Ba Lan sẽ hợp tác cùng nhau để tìm ra cách hai bên có thể nhanh chóng thực hiện điểm này. Theo truyền thông Ba Lan, thủ tướng Donaldus xác nhận sự tồn tại của điều khoản như vậy, nhưng nhấn mạnh nó chỉ cho thấy sự cần thiết phải đàm phán về vấn đề này. Chúng tôi cần sự hợp tác rõ ràng trong NATO về điểm này, bởi vì những hành động như vậy đòi hỏi phải có trách nhiệm chung của liên minh. Ba Lan sẽ mời các đồng minh khác trong NATO tham gia trao đổi. Chúng tôi coi đây là vấn đề nghiêm túc nhưng vẫn chưa được hoàn thiện, Thủ tướng Tusk nói thêm. Nga công bố video xóa sổ ba bệ phóng HIMARS bằng tên lửa Iskander M. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video xác nhận quân đội nước này đã phá hủy ba bệ phóng HIMARS bằng tên lửa Iskander M. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay không người lái UAV khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong khu vực Kherson đã phát hiện ba bệ phóng M142 HIMARS của Ukraine. UAV sau đó đã theo dõi chuyển động của HIMARS và gửi tòa đầu mục tiêu về sở chỉ huy. Ngay sau đó, ba bệ phóng đã bị phá hủy hoàn toàn bởi hai tên lửa Iskander M của quân đội Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tấn công ba bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng 10 chuyên gia nước ngoài đang bảo dưỡng các thiết bị này. Phía nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng những hệ thống này để phóng tên lửa Atak-MS vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea hôm 23 tháng 6. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật Atacms. HIMARS được thiết kế để phản ứng nhanh chóng và chính xác trước nhiều mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km/h, cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột. Trong khi đó, Iskander-M là một trong những hệ thống tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công hiệu quả. Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2m, đường kính 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380kg, có thể bay trên độ cao 50km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500km. Nga lần đầu sử dụng bơm chịu nhiệt Pháp 500T tấn công mục tiêu mặt đất. Bơm chịu nhiệt Pháp 500T đã được Nga trang bị bộ cánh lượng UMBC và sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất tại Ukraine. Mới đây đã có bằng chứng về việc không quân Nga sử dụng bơm chịu nhiệt pháp 500T trang bị mô đun cánh lượng UMBZ trong các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Kharkov của Ukraine. Theo ghi nhận, có tới hai quả bơm pháp 500T đã rơi trúng các ngôi nhà của vùng Kharkov nhưng đều không phát nổ. Việc sử dụng bơm pháp 500T tích hợp mô đun UMBZ trong cả hai vụ tấn công nói trên là lần đầu tiên được ghi nhận trong cuộc chiến tại Ukraine. Chưa rõ ngoài hai quả bơm chưa nổ nói trên thì còn bao nhiêu vụ đánh phá nữa huy động vũ khí này. So với bơm pháp 500M 62 tiêu chuẩn mà các kỹ sư quân sự Nga thường tích hợp mô đun UMPC để hoán cải nó thành bơm lượng dẫn đường, loại bơm pháp 500T này có một chút khác biệt. Cụ thể, bơm pháp 500T khác biệt ở chỗ, trọng lượng đầu đạn nhẹ hơn một chút, 260 kg chất nổ thay vì 300 kg. Bên cạnh đó, vẻ ngoài mang lại đặc tính khí đồng học tốt hơn trong suốt chiến bay. Nhưng điều quan trọng nhất cần nói về pháp 500T đó là loại bơm này được tạo ra để sử dụng cho máy bay trinh sát và loại tấn công MiG-25RB, khi phương tiện nói trên có thể đạt tốc độ lên tới 3.000 km h Chính vì vậy, chữ T trong tên gọi Pháp 500T chính là viết tắt của từ kháng nhiệt, bởi vì loại bơm này được thiết kế cho tốc độ rất cao lên tới mát 2,83 của máy bay, bay MiG-25RB, cho nên yêu cầu phải chịu được nhiệt độ tương ứng. Hơn nữa, một số nguồn tin của Nga cho rằng, nhờ hình dáng khí động học đặc biệt cho nên bơm Pháp 500T tự thân nó có thể vượt qua cự ly 30-40 đến km, mà không cần sử dụng thêm bộ cánh lượng UMBC lắp thêm. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga mới đây đã cho thấy việc nói lại sản xuất bơm pháp 500T. Hình ảnh chứng minh được ghi lại trong đoạn phim Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shogu thị sát nhà máy vào tháng 3 năm 2024. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta không nói về việc sử dụng những quả bơm pháp 500T di sản Liên Xô được bảo quản trong các kho lưu trữ, mà thực sự tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã tiếp tục sản xuất loại đạn tấn công này. Việc Nga tích hợp mô đun UMBC vào bơm pháp 500T bất chấp bản thân nó có đặc tính khí động học tốt là bởi vì họ cần một quả bơm lượng tầm xa hơn để tấn công lãnh thổ Ukraine so với loại pháp 500M 62 tiêu chuẩn được trang bị cùng một bộ cánh lượng. Thực tế chiến trường cho thấy những quả bơm lượng lắp mô đun UMBC mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với đạn pháo, giúp giải quyết những cụm cứ điểm vững chắc mà lực lượng Ukraine thiết lập. Đối đầu máy bay chiến đấu Nga có khả năng ném bơm gắn mô đun UMBC từ cách xa tiền tuyến, nằm ngoài tầm với của phòng không mặt đất, binh sĩ Kiev đang rất mong đợi thời điểm tiêm kích F-16 tham chiến. Với tên lửa không đối không tầm xa M120 Akram trên tiêm kích F-16, chiến đấu cơ Nga mang bơm lượng sẽ buộc phải ném chúng từ cự ly xa hơn, khiến cho độ chính xác suy giảm mạnh. Kiev bị tấn công dữ dội, Nga ủng hộ đề xuất giải quyết xung đột của Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ The Guardian dẫn lời thị trưởng Kiev Vitaly Kalisko nhận định cuộc tấn công tên lửa từ phía Nga hôm nay là đòn tập kích tồi tệ nhất nhằm vào thành phố này kể từ khi xung đột nổ ra. Thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất 7 người đã thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài đăng sau đó trên mạng xã hội X cho biết nhiều cơ sở hạ tầng ở Kiev đã bị phá hủy, trong đó có một bệnh viện nhi bệnh viện omadi một trong những bệnh viện nhi quan trọng nhất không chỉ của ukraine mà còn trên toàn châu âu đã điều trị và hồi phục sức khỏe cho hàng nghìn bệnh nhi hạ tầng nơi đó bị hư hại bởi cuộc tấn công của nga nhiều người dân vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và hiện chưa thể xác định có bao nhiêu người thiệt mạng ông zelensky viết nga ủng hộ đề xuất giải quyết xung đột từ thổ nhĩ kỳ Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói rằng giới lãnh đạo Nga nhất trí với tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan về việc thiết lập một nền tảng hòa bình quốc tế để giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Theo lời ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin là người ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực ngoại giao nhằm mục đích tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán. Trái lại, chúng tôi ủng hộ ý tưởng đàm phán với sự tham gia của tất cả các bên quan tâm. Hiện chưa có nền tảng đàm phán nào như vậy và chúng tôi có thể nhất trí với Ngoại trưởng Fidan, ông Peskov nói. Hà Lan cam kết sớm chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine. Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, trong chuyến công du đầu tiên tới Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Brickelmans và Ngoại trưởng Velkam đã tham dự những cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác của Ukraine. Phát biểu trước báo giới, ông Velkam khẳng định Hà Lan đứng về phía Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt chính trị, quân sự, tài chính. Hà Lan cam kết hỗ trợ Ukraine nâng cao năng lực điều tra pháp y và thu thập dữ liệu, Ngoài ra, Hà Lan cũng sẽ tặng Ukraine một phòng thí nghiệm pháp y di động để sử dụng ở các khu vực tiền tuyến. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Breckerman thông báo Hà Lan đang tích cực chuẩn bị cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine và giúp Kiev tăng cường năng lực phòng không. Ông bày tỏ, tôi muốn nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine là rất vững chắc, chính sách hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine là điều không thể nghi ngờ. Thời gian qua, Hà Lan là một trong những quốc gia năng nổ nhất trong Liên minh quốc tế cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Chính phủ sắp mãn nhiệm của Hà Lan tuyên bố chiến đấu đầu tiên trong số 24 tiêm kích mà nước này cam kết sẽ sớm được chuyển giao. Tuy nhiên, Bộ trưởng Breckerman từ chối cung cấp thông tin chi tiết hoặc thời điểm cụ thể nào đó vì lý do bảo mật. Tổng thống Zelensky ngày 5 tháng 7 thừa nhận Ukraine muốn tăng cường gấp đôi sức mạnh phòng không trong mùa hè năm nay. Đáp lại lời đề nghị, Bộ trưởng Brekelman tiết lộ Hà Lan sẽ sớm chuyển giao 3 hệ thống phóng và một hệ thống radar. Bên cạnh đó, Hà Lan đang đàm phán với các đối tác nhằm tận dụng toàn lực cho việc thành lập các liên minh quốc tế để sớm chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. Theo ông, vấn đề này sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở thủ đô Washington của Mỹ vào ngày 10 tháng 7. Ukraine, Ba Lan ký thỏa thuận hợp tác an ninh Ngày 8 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donatos đã ký thỏa thuận an ninh song phương trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine với Warsaw. Hai bên đã có cuộc hội đàm liên quan đến hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Ba Lan, con đường của Ukraine hướng tới gia nhập Liên minh châu Âu, cũng như trao đổi về hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sắp tới tại Washington, dự kiến diễn ra vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Phát biểu sau khi ký thỏa thuận trên, Thủ tướng Donald cũng cho biết Ba Lan đang thảo luận cách thức để cung cấp năng lượng cho Ukraine trước mùa đông tới. Thỏa thuận với Ba Lan là thỏa thuận an ninh thứ 21 mà Kiev đã ký kết với các quốc gia và khối, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Canada, Italy, Hà Lan, Phần Lan, Latvia, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Trước đó, quan chức các nước cho biết những thỏa thuận này không giống như hiệp ước phòng thủ chung giữa các nước thành viên NATO, mà là cam kết cung cấp vũ khí và các khoản viện trợ khác cho Ukraine để Kyiv củng cố năng lực quốc phòng. Cú đánh chí mạng của Nga vào vùng Sumy khiến 100.000 người Ukraine khốn khổ. Một cuộc tấn công của Nga vào một cơ sở điện ở Ukraine đã khiến 100.000 người dân ở vùng Sumy, phía tây bắc Ukraine phải sống trong cảnh mất điện nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrainego cho biết, công việc đang được tiến hành để khôi phục nguồn điện sau khi các cuộc đình công gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp cho người tiêu dùng tại thành phố và khu vực Sumy giáp biên giới với Nga. Reuters đưa tin không có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại ngoài cơ sở năng lượng. Nga tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine, thường xuyên khiến đất nước này rơi vào tình trạng mất điện kéo dài khiến người dân phải chịu đựng điều kiện mùa hè oi bức mà không có nước sạch điều hòa không khí hoặc thiết bị y tế cứu sinh. Công ty năng lượng quốc gia Ukraineco cho biết, chỉ riêng trong 3 tháng qua, Ukraine đã mất 9 gigawatt công suất phát điện, mất tất cả các nhà máy nhiệt điện vào tay kẻ thù và chứng kiến tất cả các địa điểm thủy điện bị hư hại do máy bay không người lái hoặc tên lửa tấn công. Theo nhà điều hành lưới điện quốc gia, lượng điện này đủ để cung cấp điện cho toàn bộ Hà Lan trong những giờ tiêu thụ cao điểm và hơn 1 phần 3 công suất mà Ukraine có trước khi cuộc chiến nổ ra tháng 2 năm 2022. Bà Lan đã chuyển hướng điện dư thừa sang Ukraine để giúp nước này đối phó với các cuộc không kích của Nga. Nhưng Ukraine đã lên lịch cắt điện trong cả ngày trên khắp cả nước vì sản lượng điện trong nước và điện nhập khẩu không đủ bù đắp lượng điện thiếu hụt. Maria Saturian từ Ukraine nói với BBC rằng, Bà biết rằng có rất nhiều sự tức giận hướng đến công ty của bà vì đã cắt điện quá thường xuyên trong thời gian dài và đối với quá nhiều khách hàng, nhưng bà nói rằng không có lựa chọn nào khác. Chúng ta đang trong thời chiến, ngành năng lượng là một trong những mục tiêu của bọn khủng bố Nga và lý do thì rất rõ ràng, toàn bộ cuộc sống của chúng ta, toàn bộ nền văn minh của chúng ta đều được xây dựng dựa trên điện, bà nói. Đây là cái giá chúng ta phải trả cho sự tự do. Trong khi đó, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 24 trong số 27 máy bay không người lái cảm tử Shahed mà Nga phóng vào đêm ngày 5 và 6 tháng 7, Bộ Tư lệnh Không quân đưa tin trên Telegram. Các máy bay không người lái đã bị chặn trên các khu vực bao gồm vùng Sumy bằng cách sử dụng hệ thống gây nhiễu điện tử và phòng công, hãng này cho biết. Chuyên gia Nga hé lộ những phát hiện gì về đầu đạn tên lửa Storm Shadow? Ngày 6 tháng 7, theo Sputnik, các chuyên gia Nga đã tiến hành nghiên cứu sâu đầu đạn của tên lửa Storm Shadow, SCALP, do phương Tây phát triển. Mục đích của nghiên cứu này là để xác định độ sâu xuyên phá và khoảng cách phát nổ của đầu đạn trên mặt đất. Thông tin này được một kỹ sư và chuyên gia vũ khí chia sẻ với Sputnik. Theo chuyên gia, đạn tích lũy chính của tên lửa Storm Shadow, SCALP, bao gồm phần mũi, đầu đạn chính và sau đó là đầu đạn phụ. Đầu đạn phụ cần thiết cho quá trình xuyên thủng ban đầu của một chiếc ngại vật. Nó tạo ra các lỗ bằng hiệu ứng tích lũy, qua đó đầu đạn quán tính có thể xuyên thủng, gây ra vụ nổ. Chúng tôi đã hiểu rõ độ sâu xuyên phá, khoảng cách nổ từ bề mặt, các loại cảm biến mục tiêu được sử dụng và độ sâu xuyên thủng tiềm tàng. Đầu đạn tích lũy của tên lửa Storm Shadow, SCALP, là một vật thể hình trụ dài khoảng nửa mét với đường kính gần bằng. Phần mũi có hình nón hướng vào trong về phía thân việc nghiên cứu tên lửa của các chuyên gia Nga sẽ cho phép thực hiện các biện pháp đối phó để bảo vệ chống lại các loại vũ khí tương tự, bao gồm cả việc tạo ra các loại hầm trú ẩn với các đặc điểm cần thiết. Chuyên gia này giải thích thêm. Storm Shadow là tên lửa hành trình phóng từ trên không, có độ quan sát thấp. Nó được phóng từ máy bay và có tầm tấn công từ 250 đến 560 km, tùy thuộc vào phiên bản. Tên lửa này được phát triển chung bởi Pháp và Vương quốc Anh. Ở Pháp, nó được gọi là SCALP và được sản xuất bởi tập đoàn MBDA, lực lượng vũ trang Ukraine đã tích cực sử dụng Storm Shadow kể từ năm 2023. Trung tướng Andrei Semenov, Tư lệnh lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa, kiêm Phó Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga cho biết, tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP EG có thể tiếp cận mục tiêu một cách bí mật bằng cách sử dụng hệ thống hiệu chỉnh dẫn đường thông qua vệ tinh Mỹ. Nga phá âm mưu lớn của Ukraine kéo NATO vào cuộc. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết đã chặn đứng âm mưu của tình báo Ukraine nhằm cướp máy bay ném bơm chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Tu-22M3. Tình báo Ukraine đã lên kế hoạch tuyển mộ một phi công quân sự Nga để nhận tiền thưởng và cấp quốc tịch Ý nhằm thuyết phục người này cướp chiếc Tu-22M3 của Nga bay tới Ukraine, Reuters dẫn tuyên bố của FSB ngày 8 tháng 7. RT cho biết Kiev đã treo phần thưởng 3 triệu USD để viên phi công Nga đánh cắp và lái chiếc máy bay ném bơm chiến lược mang đầu đạn hạt nhân tới Ukraine. FSB nói có bằng chứng cho thấy các cơ quan tình báo từ một số nước NATO đã tham gia việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch này, song không nêu tin quốc gia cụ thể. FSB cũng công bố một đoạn video về viên phi công Nga, người đã chủ động báo cáo cấp trên sau khi bị điệp viên Ukraine mua chuột. Danh tính của phi công Nga không được công bố và giọng nói trong đoạn video cũng đã được thay đổi. Phi công Nga cho biết đã được một người tự xưng đang làm việc cho cơ quan tình báo Ukraine liên lạc qua Telegram, ứng dụng mà cả hai bên đều đang sử dụng phổ biến. Vẫn theo viên phi công Nga, điệp viên Ukraine tự nhận là Patlo. Người này sau đó đe dọa sẽ làm hại người thân của phi công Nga, yêu cầu anh ta cung cấp về thông tin của chiếc máy bay Nga, nếu không thì phải hủy hoại nó. Patlo đề nghị tôi cướp một chiếc máy bay chiến đấu Nga rồi mang tới Ukraine. Người này yêu cầu tôi phải cướp máy bay ném bơm chiến lược tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân, chứ không phải loại nào khác, phi công Nga nhấn mạnh. Thay vì hợp tác với thiệp viên Ukraine, tôi đã đến gặp cấp trên và nói rõ mọi chuyện. Anh ta kể lại. Đoạn clip cũng bao gồm cả ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện được cho là giữa phi công Nga và sĩ quan Ukraine. FSB xác nhận thông tin mà các sĩ quan phản gián Nga thu được trong quá trình phá âm mưu trên đã giúp quân đội Nga tấn công sân bay Ozenoye ở Zitomir, phía tây bắc Ukraine. Không rõ thời gian và địa điểm Nga tấn công sân bay Ozenoye, nhưng khu vực Zitomir đã được cảnh báo không kích vào sáng sớm 8 tháng 7 giờ địa phương. FSD cho biết từng ngăn chặn một âm mưu tương tự của tình báo Ukraine vào tháng 7 năm 2022. Khi đó, một số phi công Nga đã được đề nghị trả tới 2 triệu USD, hồ chiếu EU và cuộc sống thoải mái ở phương Tây nếu lái máy bay của họ đến Ukraine. Theo RT, chiêu dụ hàng của Ukraine thất bại khi các phi công đã làm việc với các sĩ quan phản gián Nga, giúp họ có được thông tin về lực lượng của Kiev. Ukraine đặc biệt quan tâm đến tiêm kích Su-34 và máy bay chiến lược Tu-22M3 của Nga, đài RT nhấn mạnh phát hiện bất ngờ của Nga về tên lửa ATAC của Mỹ. Các chuyên gia quân sự Nga đã có phát hiện mới khi nghiên cứu hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAC Mỹ cung cấp cho Ukraine. Hãng Sputnik Nga ngày 6 tháng 7 đưa tin, các chuyên gia nước này gần đây đã tiếp nhận được cùm đạn chùm là một bộ phận thuộc ATAC. Nó là vật thể hình cầu màu xanh lục, kích thước tương đương một quả bóng tennis với vỏ ngoài nhô ra theo trục chu vi đường tròn. Một chuyên gia quân sự Nga nhận định, mỗi tên lửa tầm xa ATAC có 275 đạn chùm M74 như vậy, hộp của đầu đạn mở ra ở độ cao khoảng 200 m so với mặt đất, nó phát nổ khi va chạm với bề mặt. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh không nên di chuyển đạn chùm bởi nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ngay cả khi nó không nổ sau khi được thả. Ông nhấn mạnh, vì vậy người dân phải hết sức cẩn thận do nó được sơn màu xanh lục và khó phát hiện trên cỏ. Bất kỳ áp lực vật lý nào lên nó đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Các mảnh ATAX có thể bắn tung rải rác trong bán kính 20m, nhưng một số mảnh thậm chí có thể xuyên qua cửa kim loại từ khoảng cách 50m. Khả năng sát thương của các mảnh vỡ là mối đe dọa lớn. Chuyên gia này phân tích, mọi quả đạn rơi cách nhau trong phạm vi 5m có thể kéo theo tàn phá toàn diện trong cùng một thời điểm, khi trời mưa gần như không thể trốn tránh nó. Các chuyên gia Nga cũng đánh giá rằng đầu đạn ban đầu được phát triển cho tên lửa chống hạm, nhưng sau đó được trang bị cho ATAX họ phát hiện nó có ba con quay hồi chuyển clam vòng và một anten GPS giúp điều chỉnh quỹ đạo đạn. Năm 2023, Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa đạn đạo ATACS cho Ukraine, tên lửa do Hit Martin sản xuất và có cỡ nòng 610mm, dài 4m, nặng 1,6 tấn, phiên bản Glock 1, sửa đổi có tầm bắn 165km. Tổng thống Vladimir Putin gọi động thái này là một sai lầm khác của Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Nga, những vũ khí này gây ra rủi ro bổ sung, mặc dù không đủ lớn để thay đổi hoàn toàn tình hình ở tiền tuyến. Đại tá Mỹ tiết lộ vấn đề không thể che giấu ở Ukraine Sự sụp đổ trong chính sách của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đối với Ukraine là hiển nhiên. Kiev và các đồng minh không thể làm gì để che giấu điều đó. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Đại tá Douglas McGregor nói trên kênh YouTube Juking Freedom. Ông nói, Mọi người đều đã nhận ra rằng một kết quả cuối cùng có thể che giấu sự thất bại của NATO ở Ukraine với công chúng là không thể đạt được. Theo Mark Rico, các quốc gia là thành viên của khối quân sự đang bối rối và không biết phải làm gì. Ông nhấn mạnh các cơ quan tình báo Mỹ đang cố gắng làm mọi cách có thể để trì hoãn sự sụp đổ của Ukraine cho đến cuộc bầu cử vào tháng 11. Tôi không nghĩ họ sẽ thành công. Chuyên gia kết luận. Vào tháng 3, Tổng thống Putin trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo cho Russia 1 và Ria Novosti nói rằng các nước phương Tây sau khi bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã có ý định chấm dứt quan hệ với Nga, nhưng họ phải đối mặt với bất lực trước sự đoàn kết của người dân Nga. Sự ổn định của hệ thống tài chính và kinh tế Nga cũng như khả năng ngày càng tăng của lực lượng vũ trang. Moscow nhiều lần nhấn mạnh, Nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng đối thoại nhưng trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa châu Âu. Như Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý, Nga không muốn xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với NATO, nhưng nếu ai đó muốn, Moscow sẵn sàng cho điều này. Nga phá hủy hai hệ thống phòng không Patriot của Ukraine Ngày 7 tháng 7, TASS dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổ hợp Iskander của nước này đã phá hủy hai bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Patriot và một radar được Ukraine bố trí ở khu vực Odessa. Tổ vận hành Iskander đã tấn công vị trí một khẩu đội hệ thống tên lửa phòng không Patriot của lực lượng vũ trang Ukraine gần làng Yuznoye, Odessa. Cuộc tấn công đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa phòng không Patriot và một radar Gifrat 3D gâu cao cổ, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Theo giới quan sát, trong các thiết bị bị phá hủy lần này, hệ thống radar Gifrat 3D do Saab chế tạo sẽ rất khó để thay thế. Cùng ngày, Thống đốc tỉnh Voronezh, Nga, Alexander Gusev đã ban bố tình trạng khẩn cấp và sơ tán người dân do các vật thể phát nổ sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã bắn hạ 7 UAV của Ukraine ở khu vực phía nam Belgorod và Kursk, biên giới Ukraine. Theo thống đốc vùng Kursk, Alexei Siminov, các lực lượng của Kyiv đã pháo kích vào khoảng 10 ngôi làng trên địa bàn. Tại Kholm, một đường ống dẫn khí đốt do Nga lắp đặt đã bị bốc cháy, nhưng quan chức địa phương cho biết nguyên nhân vụ việc là do sự cố và không ghi nhận thương vong. Trong diễn biến liên quan, Sputnik đưa tin, các chuyên gia quân sự Nga có phát hiện mới khi nghiên cứu hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Lockheed Martin sản xuất và được Mỹ cung cấp cho Ukraine. Một chuyên gia quân sự Nga nhận định Mỗi tên lửa tầm xa ATACMS có 275 đạn chùm M74. Hộp của đầu đạn mở ra ở độ cao khoảng 200m so với mặt đất. Nó phát nổ khi va chạm với bề mặt. Khi đó, các mảnh ATACMS có thể bắn giải rác trong bán kính 20m. Một số mảnh thậm chí có thể xuyên qua cửa kim loại từ khoảng cách 50m. Khả năng sát thương của các mảnh vỡ là mối đe dọa lớn cho cả binh lính và dân thường. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh không nên di chuyển các đạn chùm vì có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ngay cả khi chúng chưa nổ sau khi được thả, đồng thời cảnh báo người dân hết sức cẩn thận do đạn này được sơn màu xanh lục và khó phát hiện trên cỏ. Năm 2023, Mỹ bắt đầu cung cấp ATACMS cho Ukraine. Tên lửa có cỡ nòng 610 mm, dài 4 m, nặng 1,6 tấn. Phiên bản Block 1 có tầm bắn 165 km. Tổng thống Vladimir Putin khi đó gọi động thái này là một sai lầm khác của Mỹ. Thủ tướng Hungary nói sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gây bất ngờ trong tuần tới. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, ông đang lên kế hoạch tổ chức một số cuộc gặp vào tuần tới và điều này sẽ gây ngạc nhiên không kém cuộc hội đàm gần đây của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Hungary đã đến Moscow hôm 5 tháng 7 để hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Ông Orbán mô tả chuyến thăm là sự tiếp nối sứ mệnh hòa bình của ông sau chuyến thăm Kiev diễn ra hôm 2 tháng 7. Ông cho biết trong cuộc phỏng vấn với tạp chí thụy sĩ si Web Tôi sẽ tiếp tục có một số cuộc gặp vào tuần tới điều này cũng sẽ gây ngạc nhiên không kém. Ông nói thêm rằng, những cuộc gặp này sẽ được giữ bí mật với công chúng đến phút chót như chuyến thăm trước đó đến Nga. Thủ tướng Hungary cho biết, ông đã hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin ba câu hỏi trong cuộc gặp ở Moscow. Về quan điểm của ông Putin liên quan đến đề xuất hòa bình của các nước khác về khả năng ngừng bắn trước các cuộc đàm phán hòa bình và cấu trúc an ninh của châu Âu trong tương lai. Ông Putin nói rằng rõ ràng là các cuộc đàm phán thực sự sẽ không thể diễn ra nếu không có sự tham gia của cả hai bên, vì vậy, bất cứ điều gì họ làm mà không có sự góp mặt của ông Putin đều là vô nghĩa. Điều này cũng khá hợp lý, ông Urban nói. Về khả năng ngừng bắn trước khi bắt đầu đàm phán, ông Putin không đồng ý vì cho rằng Ukraine có thể sẽ tận dụng lệnh ngừng bắn để tăng cường khả năng quân sự. Về câu hỏi thứ ba liên quan đến cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu, ông Putin trả lời rằng Moscow đã có kế hoạch chi tiết về vấn đề này, Thủ tướng Hungary cho biết. Pháp đưa ra tuyên bố bất ngờ về Tổng thống Putin. Nhà khoa học chính trị người Pháp Pascal Boniface cho biết trên kênh YouTube Elvin Vite rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giành chiến thắng ở Ukraine và không một quốc gia nào tin vào sự thành công của lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường. Đối với Putin, tình hình đang trở nên rõ ràng hơn một chút. Ông ấy đã củng cố vị thế của Nga trên chiến trường. Và tôi đã nói từ lâu rằng không ai tin vào một chiến thắng quân sự cho Ukraine. Không ai thực sự tin rằng Kiev có khả năng giành lại các vùng lãnh thổ đã mất kể từ năm 2022 bằng biện pháp quân sự, chuyên gia lưu ý. Theo ông, Nga cũng sẽ thành công trên trường quốc tế nếu các đảng cánh hữu và Donald Trump nắm quyền ở châu Âu và Mỹ. Boniface tin rằng chiến thắng của thủ lĩnh phe cánh hữu Raleigh Jordan tại Pháp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách của Paris đối với Ukraine. Nga trước đây đã nhiều lần đề xuất giải quyết xung đột với Ukraine một cách hòa bình, vì vậy, Tổng thống Vladimir Putin lưu ý rằng, để bắt đầu đàm phán, Kiev phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của khu vực mới sắp nhập vào Nga. Tổng thống Putin lưu ý rằng, các hành động thù địch sẽ chấm dứt ngay sau khi Kiev đồng ý với điều kiện này. Ngoài ra, theo Tổng thống Putin, Kiev phải chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO cần một quy chế trung lập, không liên kết, không hạt nhân cho Ukraine để giải quyết hòa bình. Tổng thống Ukraine Zelensky bác bỏ đề xuất này, gọi đó là tối hậu thư cuộc chiến drone đấu drone tại Ukraine. Các cuộc đối đầu giữa drone với nhau ở Ukraine đang gia tăng với nhiều chiến thuật triệt hạ nhau như tung đòn tự sát, thả đầu nổ hay quăng lưới. Mỗi ngày có hàng nghìn thiết bị bay không người lái drone được triển khai trong xung đột Nga-Ukraine để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho pháo binh hay tấn công tự sát. Các cuộc đấu drone với drone, điều hiếm khi xảy ra trước đây, cũng đang trở nên ngày càng phổ biến hơn, thay vì tập kích các phương tiện bọc thép trị giá hàng triệu USD như thường thấy. Một số drone được sử dụng để nhắm vào các phương tiện bay không người lái khác của đối phương vì chúng là mối đe dọa lớn không kém, theo MyMonik, CEO của công ty tình báo Drone Dronesec. Nga và Ukraine đang chạy đua vũ trang về drone, đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian và chuyên gia vào việc phát triển cách chống lại khí tài này. James Paton chuyên gia về drone và là giám đốc Viện nghiên cứu chính sách công nghệ Cornell nhận định, sau khi phân tích hơn 40 video do drone set tổng hợp, Business Insider đã xác định một số chiến thuật phổ biến được cả nga và ukraine sử dụng trong cuộc đấu drone với drone. Thứ nhất là điều khiển thiết bị từ trên cao lao thẳng vào drone đối phương, drone dòng DJI Mavic loại có giá rẻ và được sử dụng với tần suất lớn trên chiến trường Ukraine, bị hạn chế về khả năng quan sát phía trên nên các vật thể bay trên đầu là mối đe dọa rõ rệt với chúng. Video do một tài khoản mạng xã hội ủng hộ Moscow đăng đầu tháng 4 cho thấy một drone Nga từ trên cao đâm thẳng xuống drone DJI Mavic 3 Ukraine khiến nó rơi xuống đất. Minov cho rằng drone Nga có thể đã phát hiện drone địch trên bầu trời khi đang làm nhiệm vụ trinh sát và quyết định hạ gục mục tiêu bằng cách bay trên cao và lao xuống với ý đồ làm gãy cánh quạt của đối phương. Dù vậy, trong nhiều trường hợp tương tự, cả hai drone đều bị hỏng, Minov cho biết. Một kiểu tấn công khác từ trên cao là thả đầu nổ. Video đăng gần đây cho thấy quân đội Nga đã hạ một drone DJI Mavic 3 Ukraina bằng cách này một số binh sĩ ukraine năm ngoái tiết lộ họ đang chỉnh sửa drone thương mại để có thể mang loại đạn dược thả từ trên cao xuống dùng drone góc nhìn thứ nhất fpv tập kích drone địch theo phương ngang cũng là một chiến thuật tuy nhiên do drone fpv thường được sử dụng với mục đích tấn công tự sát chiến thuật này chỉ hợp lý khi dùng để hạ drone cỡ lớn còn gọi là máy bay không người lái uav đắt tiền Mạng xã hội ngày 1 tháng 6 chia sẻ video do một drone FPV Ukraine truy đuổi UAV trinh sát Olan 10 của Nga trên không. Drone Ukraine sau đó áp sát và kích nổ, khiến chiếc Olan 10 rơi xuống đất, dường như đã phá hủy hoàn toàn. Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Russia, UAV Olan có giá 87.000 đến 120.000 USD và là một trong các khí tài quan trọng nhất của quân đội Nga. Trong khi đó, drone FPV thường có giá trị từ vài trăm đến vài nghìn USD mỗi chiếc. Chiến thuật tiếp theo là tung lưới bắt drone, Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược Ukraine tháng 2 năm 2023 cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận 7 chiếc drone Hunter F-700 do Mỹ chế tạo. Đây là loại drone được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo và có thể phóng lưới vào mục tiêu đang bay trên không. Video do Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược Ukraine đăng cho thấy, công nghệ này đã được dùng vô hiệu hóa UAV Olan và UAV dạng xa hết, loại vũ khí tự sát thường được Nga sử dụng để tập kích hạ tầng ở hậu phương Ukraine. Theo Scientific American, drone Hunter F-700 trên thực tế đã được triển khai tại Ukraine từ tháng 5 năm 2022. Nga cũng được cho là đã sở hữu công nghệ tương tự, một tài khoản mạng xã hội ủng hộ Moscow hồi tháng 4 đăng video drone nước này thả lưới trúng một drone của Kiev bay phía dưới. Ngoài nhóm mục tiêu vào drone, lực lượng hai bên cũng có thể tìm cách ngăn khí tài này thực hiện đòn tập kích. Theo video chia sẻ hồi tháng 5, một drone tự sát Ukraine đã lao vào khối thuốc nổ treo phía dưới DJI Mavic 3 trước khi đối phương kịp thả nó. Nga ập vào Krasnogorivka từ nhiều hướng, quyết bao vây quân Ukraine. Kênh Radovka đưa tin, lực lượng Moscow ở Krasnogorivka hạ quyết tâm bao vây bằng được nhóm quân đội trú của Ukraine. Theo đó, quân đội Nga đang tiến cùng lúc theo nhiều hướng, từ vùng ngoại ô phía nam và phía đông thành phố. Mục tiêu của nhiều mũi xung kích đồng loạt hội tụ như vậy là nhằm bao vây các đơn vị Ukraine. Trước đó, lực lượng của Moscow đã bị cản trở rất nhiều bởi các chiến binh của Kiev ẩn náu trong các tòa nhà cao tầng ở hai tiểu quận Vostokny và Sonyakny. Do vậy, họ đã giải quyết vấn đề này bằng cách tiến sâu hơn dọc theo phố Nakhimov. Kết quả là các bộ phận của quân đội Ukraine ở phía đông thành phố nhận thấy mình có nguy cơ bị bao vây trong các tòa nhà cao tầng và phải rút lui đến bệnh viện, nơi được biến thành trung tâm hỗ trợ và là nền tảng để phòng thủ. Với việc lực lượng Moscow chiếm được cứ điểm quan trọng này, lực lượng Ukraine đồn trú ở quảng trường tập trung ở khu vực tư nhân và trong công viên chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây. Ukraine vỡ trận ở Toresk Kênh Military Summary cho biết, ngày 5 tháng 7, Nga tấn công một sân bay khác ở phía bắc Kherson, nhưng hiện chưa có thông tin về thiệt hại. Theo hướng Liborke, trên mặt trận Kharkov, có một số cuộc tấn công của Ukraine mà phía Nga tuyên bố đã đẩy lùi. Trong khi đó, tại Vochatsk, quân Nga tiến quân xa hơn về phía đông trong thành phố cổ và chiếm thêm hai dãy nhà ở Toresk và New York tại mặt trận Donetsk. Quân đội Ukraine có dấu hiệu vỡ trận. Tiếp đà thắng lợi có được trong vài ngày qua, lực lượng Moscow giành thêm nhiều vị trí tại làng như đã được xác nhận bởi vị trí địa lý. Một đoạn video cũng cho thấy binh sĩ Nga chiếm được những tòa nhà đầu tiên ở khu cao tầng hướng về Prisnye. Tại phía bắc Promikalivka, cảnh quay từ máy bay không người lái FPV của Ukraine xác nhận những bước tiến của Nga trên cánh đồng. Hiện nay, mũi xung kích chủ lực của Nga đang à ao tiến về New York lực lượng Kiev bị bất ngờ nên tỏ ra núng thế, chống trả thiếu hiệu quả. Khu định cư này đang rơi vào tình thế nguy cấp nếu Ukraine không điều quân tăng viện khẩn cấp. Một khi New York sụp đổ, toàn bộ sườn phía nam Donetsk sẽ bị hở ra, lực lượng Moscow có thể đột phá từ hướng này. Hôm 5 tháng 7, máy bay của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã hạ cánh ở Moscow. Ông đến Nga để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Sáng kiến này đã bị phương Tây chỉ trích. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng bày tỏ sự không hài lòng vì chuyến thăm này không có sự phối hợp với họ. Quân đội Nga phát triển nhanh ở Bakhmut và Adiivka. Theo kênh Ribark, lực lượng Moscow trong ngày qua đã tấn công các mục tiêu ở một số khu vực hậu phương của Ukraine. Đặc biệt, một lần nữa họ lại phá hủy các bệ phóng tên lửa phòng không S-300 tại khu vực Mirkorod thuộc vùng Poltava. Ngược lại, Ukraine đã tấn công các khu vực ở miền Nam Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ở Primorsko, Artaxka, một cơ sở năng lượng và một tòa nhà dân cư bị hư hại, đồng thời khiến một bé gái thiệt mạng. Theo hướng Bakhmut, quân đội Nga đang đẩy đối phương ra khỏi bờ đông kênh Seversky Donetsk Donbass, trong khu vực Chasov -Yar. Tại Toretsk, họ đã mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực Trusba, kiểm soát một phần lãnh thổ giữa khu dân cư và trạm bơm. Tại Bắc Adiivka, lực lượng Moscow tiến vào khu vực Novgorodskoye, New York, và chiến hạm Zelensnaya và điểm cao 182. Cũng ở mặt trận này, quân đội Nga bắt đầu xâm nhập phía đông Yevgenovka và theo một số thông tin họ đã tiến vào ngoại ô phía đông Voskot. Ở phía nam, mũi xung kích đang tiến tới khu định cư Novosilovska 1. Trên mặt trận Zaporizhia, đội hình Ukraine lại thực hiện cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của thị trấn Energodar do Nga kiểm soát, gây ra mất điện tạm thời. Ngoài những thành công gần Avdiivka và Horlivka lực lượng Moscow còn tiến công ở một số khu vực theo hướng nam Donetsk. Phía tây Georgivka, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông Maskimilianivka và trong các vành đai rừng ở phía nam gần đường cao tốc 215. Xa hơn về phía nam, tại khu vực Peremoha, các đơn vị Nga đã thực hiện một cuộc tấn công cục bộ chiếm giữ vành đai rừng lân cận ngôi làng. Cho đến nay, không có thay đổi nào về vùng kiểm soát được quan sát thấy ở Praskovia, và phía bắc tại Siif Nachagulia. Ở ngoại ô phía đông nam Kostyatinivka, giao tranh cũng đang diễn ra. Các nhóm xung kích Nga đã tiến vào khu định cư nhưng chưa thể xác nhận việc củng cố của họ ở đó một cách chắc chắn do thiếu cảnh quay kiểm soát khách quan. Tình hình đã trở nên rõ ràng hơn ở khu vực Eriana và Sirokagulies cũng như tuyến đường sắt. Trong vài ngày qua, lực lượng Moscow đã tiến lên đáng kể, chiếm được một số thành trì lớn của Ukraine, đồng thời các cuộc tấn công vẫn tiếp tục và bước tiến về đường cao tốc T0524 có thể còn lớn hơn vào lúc này. Lực lượng Kiev trong khu vực này không ngồi yên và thường xuyên tiến hành các cuộc phản công, bao gồm cả việc sử dụng xe bọc thép. Địa hình ở đây rất xa các khu định cư lớn, điều này ảnh hưởng đến công tác hậu cần của cả hai bên, đặc biệt là trong điều kiện UAV hoạt động với cường độ cao. Tại khu vực Ugledar, Vuleda không có hoạt động quy mô lớn nào được ghi nhận. Nhưng cảnh quay về các cuộc tấn công vào những tòa nhà cao tầng ở thành phố do Ukraine kiểm soát lại bắt đầu xuất hiện trên mạng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, vì các đợt xung phong dọc toàn bộ chiến tuyến diễn ra hàng ngày. Mỹ cảnh báo sắc lạnh nếu Nga cố mở rộng mặt trận, Ukraine sẽ được phép làm điều cấm kỵ này. Nếu Nga cố gắng mở rộng mặt trận, Ukraine sẽ được phép tấn công vào lãnh thổ nước này ở khoảng cách xa hơn, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố. Ông James O'Brien, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á Âu trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ hôm 2 tháng 7, nhấn mạnh nếu Nga cố gắng mở rộng mặt trận hiện tại, Mỹ có thể cho phép Ukraine tấn công ở khoảng cách xa hơn. Theo ông O'Brien, hiện tại, Nga đang mất khả năng tiến quân do Ukraine gần đây tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây để phá hủy tài sản quân sự của Nga gần biên giới. Tuy nhiên, ông O'Brien nói thêm rằng hiện ưu tiên của Mỹ là cung cấp vũ khí cho Ukraine và cho phép Ukraine sử dụng chúng vào những khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất. Đầu tiên, đó là khu vực mà Nga đang tiến hành cuộc tấn công vào Kharkov. Nhưng nếu Nga cố gắng mở rộng mặt trận này, Ukraine cũng sẽ được phép tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, ông O'Brien nhấn mạnh trong phiên điều trần. Trước đó đầu tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, giáp biên giới Ukraine. Nói cách khác, Ukraine được quyền sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi được Moscow sử dụng để thực hiện các vụ tập kích Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300 km vào Nga và không cho phép tấn công thủ đô Moscow cũng như Điện Kremlin. Washington cũng được cho là giới hạn loại vũ khí mà Kiev có thể sử dụng. Kiev được cho là có thể sử dụng pháo phản lực cơ động cao HIMARS, nhưng Washington vẫn cấm Kiev dùng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATAC có tầm bắn lên đến 300 km để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc ngày 2 tháng 7 tuyên bố Mỹ sẽ sớm công bố gói viện trợ quân sự mới 2,3 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí chống tăng và hệ thống phòng không để giúp nước này chống lại các bước tiến của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tuyên bố tại cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov ở Washington hôm 2 tháng 7 rằng Mỹ sẽ sớm công bố hơn 2,3 tỷ USD hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine. Được biết, gói viện trợ mới sẽ bao gồm hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng và các loại đạn dược quan trọng khác. Nó cũng giúp Mỹ đẩy nhanh tiến trình mua các hợp đồng NASAM và Patriot để viện trợ cho Ukraine. AP cho biết, 150 triệu USD vũ khí, đạn dược trong gói viện trợ sẽ cung cấp theo quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống. Số còn lại được mua bằng ngân sách trong chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umirov đã cảm ơn ông Austin về gói viện trợ mới, cho biết điều này sẽ giúp Ukraine ngăn chặn bước tiến của Nga. Mỹ là nước hỗ trợ quân sự chính cho Ukraine và đã cam kết cung cấp hơn 51 tỷ USD về vũ khí đạn dược và các hỗ trợ an ninh khác cho Kiev kể từ khi xung đột tại nước này bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Cuộc gặp giữa ông Austin và ông Umerov diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tổ chức tại Washington vào tuần tới. Ông Austin cho biết các bên sẽ thực hiện các bước để xây cầu nối cho tiến trình gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Washington và Kiev vừa ký thỏa thuận an ninh 10 năm. Tôi mong muốn được thảo luận thêm về các cách để đáp ứng nhu cầu an ninh tức thì của Ukraine, cũng như xây dựng lực lượng trong tương lai để ngăn chặn hành động gây hấn khác của Nga, ông chủ Lầu Năm Góc nhấn mạnh. Trạm biến áp của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye bị tấn công, nhiều công nhân bị thương, theo ông Likachev, vào khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 3 tháng 7, ba máy bay không người lái đã tấn công trạm biến áp điện Raduga ở Enegoda, nơi cung cấp điện cho thị trấn và liên kết với cơ sở hạ tầng của nhà máy hạt nhân Zaporozhye. Có 8 nhân viên bị thương sau vụ tấn công, những người này đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Ông Edu Senovo, thị trưởng Enegoda, nơi đặt nhà máy Zaporozhye cho biết trên Telegram rằng phần lớn thành phố đã bị mất điện và nước sau cuộc tấn công. Đại diện chi nhánh cơ sở y tế sinh học Nga tại vùng Zaporozhye nói với TASS rằng mức độ bức xạ tại nhà máy vẫn đang trong phạm vi bình thường. Sự cố ở trạm biến áp Raduga không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy điện. Chúng tôi tiếp tục thực hiện giám sát liên tục, vị đại diện này nói. Cuộc tấn công trước đó vào trạm biến áp Raduga xảy ra cách đây 2 tuần và được xác nhận bởi Phái đoàn Giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc, một trạm biến áp khác có tên lắc cũng bị tấn công. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã từ chối quy kết trách nhiệm các cuộc tấn công nhằm vào các trạm biến áp ở Enogoda, nhưng người đứng đầu cơ quan này, ông Rafa Croci nhấn mạnh rằng bất cứ ai đứng sau những vụ việc này đều phải dừng lại. Thành phố Enogoda nằm ở vùng Zaporozhye, nơi trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022. Nhà máy điện Zaporozhye được vận hành bởi người Nga, mặc dù Kiev vẫn tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này. Nga phản ứng mạnh khi NATO tăng cường quân sự gần biên giới. Ngày 3 tháng 7, Phó Phụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga MFA Andrei Natashin cho biết Nga sẽ không bỏ qua việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tăng cường quân sự gần biên giới nước này. Hãng tin TASS dẫn lời ông Natashin bình luận về việc Quốc hội Phần Lan phê chuẩn một thỏa thuận quốc phòng với Mỹ, theo đó Phần Lan có kế hoạch mở 15 cơ sở quân sự cho quân đội Mỹ. Quan chức Nga nêu rõ vấn đề này đã được đưa ra thảo luận nhiều lần kể cả trong các cuộc họp báo, xác nhận rằng Nga sẽ không bỏ qua việc NATO tăng cường quân sự dọc biên giới của nước này vì có thể đe dọa đến an ninh của nước này. Cũng theo nhà ngoại giao này, Nga đang thực hiện mọi hành động cần thiết, bao gồm cả kỹ thuật quân sự, để đối phó với các động thái từ Phần Lan và các đồng minh NATO. Trước đó, Quốc hội Phần Lan đã nhất trí thông qua thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ, được chính phủ hai nước ký kết vào tháng 12 năm 2023. Theo thỏa thuận, Phần Lan sẽ cho phép các lực lượng Mỹ tiếp cận 15 cơ sở quân sự của nước này, cũng như đưa thiết bị quân sự đến lãnh thổ Phần Lan. Phía Nga đánh giá thỏa thuận này tạo cơ sở cho sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ ở Phần Lan. NATO nhất trí di chuyển mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine Các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhất trí cung cấp hỗ trợ quân sự 40 tỷ euro, 43,05 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2025. Đây là một thông tin do một nhà ngoại giao phương Tây cho biết ngày 3 tháng 7, một tuần trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Washington, Mỹ. Theo thông tin này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg yêu cầu các nước thành viên duy trì mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine như những năm qua kể từ sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, tức là tương đương khoảng 40 tỷ euro trên một năm. Lãnh đạo các nước thành viên NATO sẽ thông qua cam kết này vào tuần tới. Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 2 tháng 7 cho biết Mỹ sẽ cung cấp gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 2,3 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm các vũ khí phòng không và chống tăng quan trọng. Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, Rustam Umerov đang ở thăm Washington, ông Austin cho biết Mỹ sẽ sớm công bố hơn 2,3 tỷ USD hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine. Gói này sẽ cung cấp thêm các thiết bị đánh chặn phòng không, vũ khí chống tăng và các loại đạn dược quan trọng khác được lấy từ kho dự trữ của Mỹ. Ngoài ra, gói hỗ trợ này cũng sẽ cho phép Mỹ mua thêm các hệ thống đánh chặn phòng không Patriot và NASAMS, được cung cấp theo lộ trình nhanh chóng. Thủ tướng Hungary nói về lý do Tổng thống Ukraine từ chối đề xuất ngừng bắn. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã từ chối đề xuất ngừng bắn giữa Ukraine và Liên bang Nga mà ông đưa ra trong chuyến thăm đầu tiên tới Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Báo Uranska-Rabda ngày 3 tháng 7 cho biết, sau cuộc đàm phán song phương của giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đứng đầu chính phủ Hungary tuyên bố với báo chí rằng ông đã đề xuất Tổng thống Ukraine chấp nhận đề xuất ngược bắn ngay lập tức dọc theo đường tiếp xúc với các lực lượng Nga và tin rằng điều đó có thể đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Roger Coppell, tổng biên tập và là tác giả chính của các bài viết trên trang web Thụy Sĩ cũng như tường báo Dai Wedwoje, người đã đến Kiev cùng phái đoàn Hungary sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước Hungary và Ukraine. Thủ tướng Hungary xác nhận rằng ông Zelensky đã từ chối đề xuất nêu trên. Theo ông Orbán, Tổng thống Ukraine nghi ngờ tính logic trong kế hoạch mà ông đưa ra và không ủng hộ nó vì Ukraine có lịch sử đình chiến không thành công với Liên bang Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng những thỏa thuận ngừng bắn như vậy không tốt cho Ukraine. Theo tờ Kiev Independent, Ukraine từng bác bỏ việc tạm dừng chiến sự, cho rằng việc này sẽ chỉ tạo cơ hội cho Liên bang Nga tập hợp lại lực lượng của mình. Thay vào đó, Ukraine đã đề xuất thị sĩ đứng ra tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu vào tháng 6 vừa qua mà không có sự tham gia của Moscow để xem xét các bước đi tới hòa bình. Ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có chuyến thăm Kiev đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Sau cuộc hội đàm song phương cùng Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Hungary đã nói với các nhà báo rằng cuộc gặp của họ là một bước quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề lâu dài giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các vấn đề tồn tại lâu dài giữa hai nước và các bước hướng tới cải thiện quan hệ. Tờ Ogopin Pravda cho biết, Tổng thống Ukraine đã nói rằng, nội dung cuộc đàm phán của chúng ta ngày hôm nay có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận song phương trong tương lai giữa hai quốc gia và điều này sẽ điều chỉnh mối quan hệ của chúng ta. Về phần mình, Thủ tướng Hungary lưu ý, chúng tôi muốn thiết lập quan hệ giữa hai nước và ký một thỏa thuận hợp tác với Ukraine tương tự như những thỏa thuận mà Hungary đã ký với các nước láng giềng khác. Thủ tướng Hungary cũng đề nghị hỗ trợ hiện đại hóa Ukraine và ca ngợi những tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề của người thiểu số Hungary ở Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đồng ý mở trường học đầu tiên dành cho trẻ em nổi tiếng Ukraine ở Hungary. Hungary đã nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu-EU, cũng như các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, làm suy yếu các nỗ lực viện trợ của phương Tây cho Ukraine. Thực tế này đã dẫn đến mối quan hệ xấu đi giữa Ukraine và Hungary, vốn đã căng thẳng trước năm 2022. Ông Putin không nói xuông, xung đột ở Ukraine đang biến thành cuộc chiến toàn cầu. Tác động của cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine đang mở rộng ra toàn cầu, trong đó, các cuộc tập trận hải quân gần đây của Nga ở biển Baltic và gần bờ biển Mỹ rõ ràng nhằm gửi đi thông điệp răng đe mạnh mẽ tới phương Tây, National Interest bình luận. Việc Nga triển khai tàu ngầm Diesel điện ở biển Baltic để tập trận chống tàu ngầm, đồng thời đưa tàu ngầm hạt nhân tới gần Florida trên đường đến Cuba, được cho là đã báo hiệu sự quyết đoán ngày càng tăng của Moscow. Những hành động này cho thấy một chiến lược rộng hơn của Moscow nhằm thách thức sự thống trị của NATO. Tình hình hiện tại nhấn mạnh hậu quả lâu dài của việc mở rộng NATO vốn bị Nga coi là mối đe dọa đối với an ninh của nước này dẫn đến căng thẳng toàn cầu leo thang hiện nay, theo National Interest. Tác động của cuộc chiến Ukraine lan rộng ra toàn cầu. Hải quân Nga gần đây đã triển khai hai tàu ngầm diesel đi điện tiên tiến của mình là Novorossiysk và Dimitro đến biển Baltic nơi vốn được coi là cái hồ của nato tại đó chúng tham gia vào các cuộc diễn tập chống tàu ngầm thực hành diễn tập bắn ngư lôi vào nhau động thái này diễn ra sau sự cố gây sốc khi một tàu ngầm hạt nhân của nga chở vũ khí siêu thanh tiên tiến xuất hiện gần bờ biển nước mỹ trên đường tới cuba về phần mình washington và các đồng minh đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự cố trên mặc dù họ vẫn triển khai một đội tàu chiến chung của hải quân mỹ và canada để theo dõi hạm đội nga khi chúng di chuyển gần bờ biển florida trên đường đến cuba sự cố trên biển baltic cho thấy nga đã có những động thái táo bào thách thức mỹ và nato trên toàn cầu động thái này của nga rõ ràng nhằm gửi thông điệp đến washington rằng chúng tôi ở gần và chúng tôi không phải là một con hổ giấy bất cứ điều gì người mỹ có thể làm ở sân sau của nga moscow cũng có thể làm tương tự như vậy ở sân sau của mỹ bởi hành động có đi có lại là nguyên tắc chính của quan hệ quốc tế sự mở rộng của nato là nguyên nhân theo National Interest, tất cả những động thái liên quan của Nga là do Mỹ trong nhiều năm đã thúc đẩy sự mở rộng của Liên minh NATO, khiến Moscow cảm thấy bị đe dọa. Vào thời điểm mà lẽ ra, Mỹ nên theo đuổi chính sách hòa nhã với Nga và nên xem đây là chính sách chính, Washington lại theo đuổi việc mở rộng NATO. Trên hết, điều này đã góp phần thúc đẩy Nga tấn công Ukraine sau đó cuộc chiến tranh khu vực vốn nhỏ và không liên quan gì đến lợi ích an ninh quốc gia của mỹ cuối cùng đang bị biến thành một cuộc xung đột toàn cầu nhiều người đã dự đoán nga sẽ có thái độ cứng rắn hơn để thách thức mỹ nato ở cả vùng biển baltic và cả những nơi khác có thể là đối đầu với nhật bản về quần đảo kuril có thể là ở nam mỹ và có khả năng là trên khắp châu phi Nga lắp đặt tên lửa 25 triệu đô la Mỹ trên bãi biển Sevastopol, quyết bảo vệ Crimea khỏi bão lửa từ Ukraine. Lực lượng du kích Ukraine cho biết Nga đã đặt tổ hợp TOR-M2 trị giá 25 triệu đô la Mỹ ngay phía trên bãi biển ở thành phố Sevastopol do Nga kiểm soát trong bối cảnh Crimea ngày càng trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của Ukraine. Phong trào du kích Ates của Ukraine ở Crimea đưa tin trên Telegram rằng họ đã ghi lại được hình ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm ngắn TOR-M2 được lắp đặt ở phía trên một bãi biển địa phương nổi tiếng ở Sevastopol, Crimea do nga kiểm soát. Người nga đã chọn một địa điểm lý tưởng khác để đặt hệ thống tên lửa phòng không của họ. Phong trào Ates viết kèm theo hình ảnh về tổ hợp TOR-M2 được phát hiện. Lực lượng du kích báo cáo rằng m 2 được đặt ngay phía trên bãi biển Sevastopol -Bon và lo ngại điều này sẽ gây nguy hiểm cho người dân địa phương. Atec cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đang nỗ lực phá hủy một cách có hệ thống các trạm radar và hệ thống tên lửa phòng không của Nga ở Crimea cũng như cầu cos nối liền bán đảo Crimea với đất liền Nga để tiến tới giành lại quyền kiểm soát bán đảo biển đen này. Rất có thể đây là một trong những bức ảnh mới nhất của tổ hợp này, Cuộc đếm ngược đến ngày tàn của tổ hợp này đã bắt đầu, báo cáo của Ates nêu rõ. TORM2 do công ty quốc phòng Nga Alma thiết kế là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn TORM1. Nó có giá lên tới 25 triệu đô la Mỹ. Lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm hàng không Moscow năm 2007, TORM2 có phạm vi phủ sóng radar được cải thiện và có thể dẫn đường cho tối đa 4 tên lửa cùng lúc m 2 nhắm mục tiêu vào máy bay, trực thăng, máy bay không người lái UAV, tên lửa dẫn đường và các hệ thống vũ khí có độ chính xác cao khác bay ở độ cao thấp của đối phương. Vào tháng 6 năm 2020, có thông tin cho rằng TORM-2 đã được cải tiến để bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Việc Nga lắp đặt hệ thống TORM-2 trên bãi biển Sevastopol diễn ra trong bối cảnh bán đảo Crimea ngày càng trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của Ukraine. Đặc biệt mới đây, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 6 báo cáo rằng Ukraine đã phóng 5 tên lửa atak do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Kiev vào Sevastopol khiến hơn 150 dân thường thương vong. Lực lượng Nga đã đánh chặn 4 tên lửa Mỹ, trong khi một tên lửa phát nổ trên không khiến đạn chầm rơi xuống bãi biển gây thương vong cho dân thường. Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này vì atak là hệ thống do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Kiev. Kiev cam kết trung lập nhưng bí mật liên kết với NATO. Theo giới phân tích, để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, Ukraine có thể đồng ý với một quy chế trung lập nhưng sẽ bí mật hợp tác với NATO. Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong thời gian gần đây về việc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc xung đột xuất phát từ những thiệt hại nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà khoa học chính trị người Mỹ Thomas Graham đã vạch trần ý định của chính quyền Kiev nhà khoa học chính trị Mỹ nhận định xét đến nhu cầu chấm dứt sự thù địch hoặc ít nhất là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do tổn thất to lớn của lực lượng vũ trang Ukraine trong thời gian gần đây, Kiev có thể đồng ý với một vị thế trung lập, nhưng chính quyền Kiev sẽ bí mật nhận vũ khí từ NATO. Theo ông, có khả năng là giới chức lãnh đạo Kiev đang cân nhắc kịch bản Thụy Điển về hợp tác với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh thụy điển không phải là một phần của khối quân sự phương tây nhưng chính quyền stockholm đã hợp tác chặt chẽ với nato để kiềm chế liên xô và nước này đã thành công trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của mình lựa chọn này quy định không có tư cách thành viên chính thức cho ukraine trong liên minh quân sự bắc đại tây dương nhưng vẫn cho phép nước này tiếp tục hợp tác với nato trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả nguồn cung cấp quân sự và hoạt động đào tạo các huấn luyện viên quân sự phương tây để thực hiện một kịch bản như vậy, phương Tây sẽ phải cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho chính quyền Kiev trong 10 năm tới, cũng như cung cấp hỗ trợ hiệu quả trong việc khôi phục tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này và đào tạo binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mỹ Thomas Graham nhận định rằng, trước khi thực hiện kịch bản Thụy Điển, Ukraine ít nhất phải tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn của châu Âu trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và chống tham nhũng, nhưng điều này khó có thể xảy ra trong tương lai gần giới chức lãnh đạo NATO và châu Âu đã nhiều lần phàn nàn về tình hình chính trị và tệ nạn tham nhũng Ukraine không đáp ứng được các tiêu chuẩn tự do dân chủ và nhân quyền kiểu phương Tây. Hơn nữa, một số quan chức phương Tây chỉ ra rằng nước này sẽ không có cơ hội nếu vẫn đang còn chiến tranh hay tranh chấp lãnh thổ với Nga. Thậm chí, một số nhà lãnh đạo châu Âu và NATO đã từng tuyên bố thẳng thừng rằng Ukraine có thể phải mất tới 20 hoặc thậm chí là 30 năm nữa, cũng chưa chắc đã đủ điều kiện gia nhập EU và NATO. Lỗ hỏng phòng không khiến Ukraine mất loại máy bay quý giá. Lưới phòng không suy yếu khiến Ukraine không thể bảo vệ sân bay quân sự ở sâu trong hậu phương, cho phép Nga tung đoàn đánh chính xác cao. Tài khoản TVKS trên Telegram chuyên đăng tư liệu về các đoàn tập kích của Nga tại Ukraine hôm ngày 2 tháng 7 công bố video từ máy bay không người lái UAV trinh sát tầm xa, cho thấy đoàn tập kích bằng tên lửa Iskander-M mang đồ đạn châm nhằm vào sân bay quân sự Potava ở tỉnh cùng tên. UAV Nga lượng thoải mái để chỉ điểm mục tiêu cho tên lửa. Mục tiêu lần này là trực thăng vũ trang Mi-24 và các trang thiết bị hỗ trợ tại sân bay. Dữ liệu giám sát thực địa cho thấy, chiếc Mi-24 cùng 4 xe kỹ thuật đã bị phá hủy, 20 binh sĩ đối phương chết hoặc bị thương, tài khoản này cho hay. Đoàn tập kích diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào sông bay quân sự mikorot cách đó 70 km, phá hủy 5 tiêm kích Su-27 và làm hư hỏng nặng hai chiếc khác. Sân bay Potova là căn cứ của Lữ đoàn Không quân Lục quân số 18, đơn vị vận hành trực thăng đa dụng Mi-8MSB và trực thăng tấn công Mi-24. Trong khi đó, căn cứ Mikorok là nơi đóng quân của lữ đoàn không quân chiến thuật số 831 và 39 Ukraine, được biên chế gần 40 tiệm kích hạng nặng Su-27 trước khi chiến sự bùng phát. Hai sân bay quân sự đều nằm sâu trong hậu phương của Ukraine, cách tiên tiến khoảng 100 đến 150 km. Đây đều là những căn cứ quan trọng và đáng lẽ phải được bảo vệ bởi hệ thống phòng không nhiều lớp của Ukraine. Tuy nhiên, UAV Nga vẫn liên tục quần thảo trên bầu trời để chỉ thị mục tiêu cho tên lửa mà không bị ngăn chặn trong cả hai cuộc tập kích. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định đây là dấu hiệu cho thấy phòng không Ukraine đang suy yếu nghiêm trọng, tạo ra lỗ hổng để Nga tận dụng và tung các đoạn đánh có độ chính xác cao số đợt tập kích nhằm vào sân bay quân sự Ukraine đã tăng dần từ cuối năm ngoái, phá hủy nhiều phi cơ quý giá như tiêm kích Su-27 và mi 29 cường kích Su-25 và trực thăng Mi-24. Không quân và không lục quân Ukraine đã thiệt hại nặng nề do chiến sự, khó lòng duy trì lực lượng chiến đấu nếu tình trạng này tiếp diễn. Cây bút Davis Asif viết trên Forbes. Không rõ số lượng chiến đấu cơ còn đủ khả năng vận hành trong biên chế quân đội Ukraine, nhưng Kiev gần như không còn nguồn cung cấp máy bay hoàn chỉnh và phụ tùng đi kèm. Các nước phương Tây dự kiến viện trợ hàng chục tiêm kích hạng nhẹ F-16 và Mirai 2000 cho Ukraine, nhưng chúng cũng rất dễ tổn thương nếu hệ thống phòng không của Kiev tiếp tục bộc lộ lỗ hổng như vậy. Đây là cuộc khủng hoảng phòng không. Quân đội Ukraine thường bảo vệ những căn cứ quan trọng nhất bằng lưới phòng không đa tầng với hàng loạt tổ hợp tên lửa từ tầm ngắn đến tầm xa. Tuy nhiên, họ đang gặp rất nhiều khó khăn vì phải cùng lúc che chắn các thành phố, điểm tập kết binh lực cùng căn cứ chủ chốt như Mykolaiv và Potava, Asit nhận xét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại